người đàn ông vừa xuyên không tới cổ đại thì đã gặp được một người hoàng tử hồn lìa khỏi xác. Trước khi ly biệt, hoàng tử nhờ và chàng trai xuyên không chăm sóc người mẹ, hy vọng rằng anh có thể mượn thân thể này để báo thù giúp bản thân, mong rằng sẽ bảo vệ phụ mẫu của ta. Tại hạ ở dưới cửu tuyền vô cùng cảm kích. Nói xong, hoàng tử liền biến mất khỏi nhân gian. Hóa ra kiếp trước người đàn ông là người thừa kế của nhà gia thế y học, chỉ vì một lần ngoại lệ, máy bay bị sét đánh dẫn tới rơi vỡ. Vào lúc này, hoàng huynh bên cạnh biết rõ là hoàng đệ đã đi bán muối, nhưng mà vẫn đeo bám anh không buông. Hóa ra hoàng huynh vì muốn đoạt lấy ngôi vị của bản thân nên cố tình gây bất hòa trước mặt lão hoàng thượng, khiến cho ông ấy vô cùng căm ghét đứa con trai này. Còn hoàng huynh lại là một người lòng dạ nham hiểm, muốn kết liễu chôn vùi hoàng đệ ngay lập tức. Là một người thanh niên hiện đại, trí dũng song toàn, đối với loại tiểu nhân ngay cả huynh đệ mà cũng muốn hại này, vậy đương nhiên là phải đứng lên giúp đỡ công lý, vì dân trừ hại. Nhưng còn chưa có cơ hội, anh liền nhận được một tin xấu. Nhi thần không muốn làm cái gì là Hoang Châu Vương, chỉ muốn ở lại kinh thành báo hiếu với mẫu hậu và phụ hoàng. Cửu đệ, Hoang Châu đất rộng lớn, quanh năm bách tính gặp phải chiến loạn tai hại, giờ đây đệ có may mắn đến Hoang Châu cứu bá tánh dân chúng khỏi lầm than, có vinh dự được phân ưu với phụ hoàng, chẳng nhẽ đệ muốn kháng chỉ? Thần đệ biết rõ là trọng trách lớn lao, hay là giao vị trí Hoang Châu Vương này cho thái tử đi. Đệ, thái tử, con thân là thái tử của một nước, điều hòa triều chính, sao có thể tự tiện rời kinh? Con và ta là phụ tử, hôm nay trẫm không giết, nhưng con cần phải nhớ, trẫm là phụ hoàng của con, cũng là đế vương của đại hạ. Sống chết của con, trẫm chỉ cần nói một câu thì cần phải làm theo, không được có suy nghĩ lệch lạc, hiểu rõ chưa? Nhi thần tuân thủ lời dạy. Ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng sẽ tha cho ngươi sao? Ông ta chỉ không muốn phải mang tội danh giết con mà thôi. Dù sao thì Hoang Châu núi cao đường xa, vùng khỉ ho cỏ gáy, đến lúc đó cửu đệ bệnh chết hay là rơi xuống vực thì cũng không một ai rõ ràng được đâu. Không cần thái tử bận tâm nữa. Người đâu? Đây là phần thưởng mà bệ hạ ban cho: 3 thỏi vàng, 30 lượng bạc, 4 tơ lụa. Còn về 1.000 hộ vệ quân đó, họ đang ở võ trường đợi cửu đệ rồi. Cửu đệ, quỳ xuống nhận chỉ tạ ơn đi. Những phần thưởng vừa rồi của bệ hạ trong cung điện không chỉ thế này. Thời gian khởi hành sắp tới, bệ hạ lại muốn sỉ nhục như này sao? To gan! Bệ hạ cho gì thì nhận đó. Tần quý phi muốn kháng chỉ sao? Mẫu hậu xin chớ nóng vội. Mặc dù số vàng bạc này không nhiều, nhưng cũng là tấm lòng của phụ hoàng. Nếu đã vậy, bổn vương cung kính không bằng tuân lệnh. Này, lời vừa rồi bổn cung nói, cửu đệ có phải là không nghe rõ rồi? Quỳ xuống, dập đầu nhận chỉ tạ ơn. Bổn vương là Hoang Châu Vương Khâm Định, ngươi muốn ta quỳ xuống còn chưa đủ tư cách đâu. Hôm nay ngươi muốn cũng phải quỳ, không muốn cũng phải quỳ. Người đâu? Cửu hoàng tử ngỗ ngược vi phạm, bất kính bề trên, dạy dỗ trật tự tôn ti của đại hạ đi. Rõ. Cửu hoàng tử đắc tội rồi, mẫu hậu lui xuống. Các ngươi nghĩ là bổn vương nên xử lý các ngươi như nào? Muốn giết muốn chém, tùy theo ý ngươi đi, cũng là có bản lĩnh đấy. Các ngươi cũng là đồ bỏ đi của thái tử, khó mà thoát khỏi cái chết. Sao lại không tuân theo bổn vương? Nhất thần đâu thể tuân theo nhị chủ. Cửu hoàng tử, thứ thần không thể làm nô gia tam tính đó được. Các ngươi là gia thần của thái tử, lại còn là thần dân của đại hạ. Đại trượng phu sinh ra giữa trời và đất, đâu thể ở mãi trong đất người khác. Điện hạ, người thật sự không chê ghét hai bọn tôi? Đương nhiên rồi. Đao pháp của hai ngươi quả quyết, ắt hẳn là lão binh được rút về từ biên quân. So với việc làm tay sai cho thái tử, tại sao không cùng bổn vương rong đuổi trên chiến trường, xây công lập nghiệp chứ? Nếu hai ngươi không có ý đó thì có thể rời đi. Bổn vương tuyệt đối không làm khó lũng hữu cao phi, thề chết chung với điện hạ. Dưới sự xui khiến của hoàng huynh, lão hoàng thượng muốn đẩy bản thân tới biên cương đánh trận. Vốn tưởng rằng đây là ý định xấu xa nhất rồi, nhưng điều khiến anh ấy đau đầu hơn nữa đó là binh tướng mà lão hoàng thượng cho anh chỉ có 1.000 người, hơn nữa là còn là các thương binh từng ra trận. Chàng trai vừa thấy vậy đã có chút ngơ ngác, nhưng mà may thay bản thân đã từng đi nghĩa vụ suốt 9 năm, chỉ cần rót cho họ chút hào ngôn tâm lý, vậy tự nhiên sẽ khiến họ cúi đầu xưng thần, bảo họ cởi quần áo ra hết. Bổn vương muốn thấy vết thương của họ. Điện hạ, giữa trời gió lạnh này, bảo họ cởi áo ra có chút không được thỏa đáng. Bổn vương bảo ngươi làm thì cứ làm.
Điện hạ có lệnh, bảo các ngươi cởi bỏ áo trên người, không được kháng lệnh. Cởi áo ra, giữa trời đông lạnh giá mà bảo chúng tôi cởi bỏ áo, chẳng nhẽ muốn chúng tôi chết cóng? Thuở giờ nghe tin Huyền Giả Quân lấy quân kỷ làm nghiêm minh, dũng cảm giết định và có tiếng thiên hạ. Nhưng hôm nay bổn vương vừa gặp, thật sự là khiến ta thất vọng. Các ngươi không phải là những đào binh chạy trốn từ chiến trường chứ? Tôi bằng lòng vào sinh ra tử vì đại hạ, mỗi lần ra trận đều lao lên trước. Dựa vào cái gì nói tôi là đào binh? Cho dù người có là vương gia thì cũng không được bôi nhọ chúng tôi. Cùng quân số một đại hạ của tôi, danh tiếng của Huyền Giáp Quân đều là do một thương một đao của chúng tôi gây dựng nên. Phải rồi, Huyền Giáp Quân quán dũng, nhưng nhìn lại các ngươi của hiện tại, có gánh được quanh vinh của Huyền Giáp Quân không? Vậy thì để cho ngươi thấy. Trên người bọn tôi mặc dù bị thương, nhưng Huyền Giáp Quân không thể bị sỉ nhục. Được, mọi vết thương lớn nhỏ trên người các ngươi, đó đều là thành tích của các ngươi. Vết thương ở phía trước là tượng trưng cho các ngươi dũng cảm lao lên và giết địch. Chỉ có nhu nhược chạy trốn, vết thương mới ở đằng sau. 20 năm qua, Thiên Lang Quân nhiều lần xâm phạm nước ta, dẫm lên lãnh thổ của ta, giết đồng bào chúng ta, khiến biên cương máu chảy thành sông, bách tính sống không an ninh, chết không an hồn. Vốn dĩ các ngươi có thể được hưởng thụ thái bình, có thể không cần tòng quân, nhưng mà các ngươi tuyệt nhiên cầm lấy thanh đao dài đi tác chiến với Thiên Lang Quân độc ác. Các ngươi làm vậy vì cái gì? Chẳng phải vì chút quân hưởng hay sao? Các ngươi không nói, bổn vương đều biết. Các ngươi vì bảo vệ quốc gia của ta, không chịu cho quân địch trà đạp, vì bảo vệ huynh đệ tỉ muội của bản thân, không chịu quân địch sỉ nhục, là vì các ngươi máu còn chưa lạnh. Rõ, rõ. Tướng quân trăm chiến tử, tráng sĩ thập niên quy, các ngươi đều là chiến sĩ dũng cảm. Đại hạ, có lẽ là lãng quên việc các ngươi ra trận giết địch, hoặc là lãng quên ý chí canh giữ và bảo vệ đất nước của các ngươi. Nhưng mà bổn vương chưa hề quên đi. Các ngươi chịu thương vì quốc mà lại không nhận được phần thưởng công bằng, nhưng mà các ngươi vì mảnh đất này mà phải chảy máu tươi. Mảnh đất sẽ nhớ lấy tất cả những gì các ngươi đã làm, cùng vẻ vang cao cả. 30 công danh bụi bặm, 8.000 dặm chỉ thấy mây trăng. Lão binh bất tử, chỉ là điêu tàn, hay cho câu 8.000 dặm chỉ thấy mây trăng? Kinh Đô Lan truyền tin cửu hoàng tử là tên phế vật mọt sách, tôi thấy toàn là nhảm nhí. Chỉ với vài câu ngắn ngủi mà đã thu phục được các lão binh. Chỉ cần điện hạ trải qua được kiếp này, nhất định sẽ đủ để vượt vũ môn, bay lên bầu trời. Bổn vương muốn cùng chúng tướng uống một chén. Từ 25 năm trước, Tây Nam Lang binh nhiều lần xâm phạm biên giới đại hạ của ta. Hôm nay các ngươi có dám cầm thanh đao dài lên, cùng bổn vương lao ra trận trấn thủ biên cương giết địch không? Dám. Tráng sĩ Cơ San Hồ Lỗ Nhục, Tiếu Đàm Khát Ẩm Lang binh huyết, chúng sĩ cùng bổn vương uống chén này. Từ hôm nay trở đi, nghe theo chư quân Long Ngâm. Tại hạ tham kiến Hoang Châu Vương. Những người này chẳng lẽ là kỵ binh? Bẩm báo bệ hạ, những huyền giáp binh này đều cùng các thảo nguyên ma tử tác chiến, quân trung thị binh đều có sở trường cưỡi bắn, hóa ra toàn là kỵ binh. Ở thời đại này lại chưa phát minh ra nỏ, nếu như chữa được các vết thương này cho họ, rồi trang bị thêm ngựa và nỏ, vậy chẳng phải là đánh đâu thắng đó? Được, binh hiện không nhiều, Quý Tại Tinh, hôm nay hai ngươi chọn binh dẫn đầu, đi theo ta vào điện, ta có chuyện cần bàn bạc. Đây là nỏ bắn liên thanh do bổn vương thiết kế ra, thời gian cấp bách, ngươi mau đi tìm các thợ rèn tinh luyện chế tạo suốt đêm, đảm bảo trước trưa ngày mai đem những trang bị này phân phát cho các lão binh. Bóp cò thì có thể bắn tên liên tục, trên thế gian lại có kỹ thuật tinh xảo thế này sao? Thần dân của đại hạ ta không giỏi việc cưỡi ngựa, nhưng mà có được bàn đạp này, sau này cưỡi ngựa tác chiến chẳng phải như đi bộ hay sao? Điện hạ đại tài, ti chức bái phục, thời gian gấp gáp, bổn vương chỉ đành nghĩ mọi cách để nâng cao năng lực tác chiến của quân. Việc này vô cùng khẩn cấp, tuyệt đối không được chậm trễ. Điện hạ yên tâm, ti chức chắc chắn sẽ không làm thất vọng. Cao Phi, lấy phương thuốc này, bắc một chút thuốc, không tới 3 ngày, các lão binh ngoài kia vết thương sẽ tự khỏi. Ti chức tuân lệnh, vương gia đại ân, mà tưởng có chết vạn lần khó báo, mà tướng nhất định sẽ tiễn đưa vương gia an toàn tới Hoang Châu. Lời này thật sự là do cửu hoàng tử lên tiếng. Phụ thân, lời của nữ nhi câu nào cũng là thật. Nữ nhi cảm thấy đằng sau cửu hoàng tử chắc chắc có cao nhân chỉ điểm. Thiên hạ rộng lớn, tất cả vì lợi ích, ai lại chỉ điểm cho một tên phế vật mọt sách bị đuổi ra khỏi kinh đô? Tàng chua bất hiền,
Tiềm Long Tại Uyên. Người này có tướng ngang ngược dã tâm, vi phụ có dự cảm. Giả dụ tới ngày cửu hoàng tử sẽ có lúc trở lại kinh thành, đến khi đó chính là lúc bầu trời đại hạ thay đổi. Gia chủ, bệ hạ trông Tư Mã ra vì họa hại ghê gớm. Chuyến này của tiểu thư nguy hiểm, ngươi cần phải bảo vệ tiểu thư chu toàn. Rõ. Cửu hoàng tử cho rằng những thương binh này có thể bảo vệ cho ngươi đến Hoang Châu sao? Những thương binh này đều là lão binh gia trăm trận giết địch, dám đến ám sát bổn vương, bổn vương chắc chắn sẽ khiến người đó phải ôm hận tại trận. Chư vị, vùng Hoang Châu khỉ ho có gáy, hôm qua đã có quân báo truyền vào kinh thành Thiên Lang đế quốc có cả trăm vạn quân. Nếu ngươi cùng bổn vương đến Hoang Châu, nhất định không tránh khỏi việc ra ngựa bọc thay, an táng nơi quê người. Bổn vương sẵn sàng cho chư vị cơ hội lựa chọn. Nếu chư vị cùng bổn vương tới Hoang Châu, bổn vương quyết sống chết cùng chư vị, có phúc cùng hưởng. Còn nếu chư vị muốn ở lại kinh thành, bổn vương sẽ để lại một chút bạc trợ giúp các ngươi trị thương dưỡng lão, tuyệt đối không làm khó. Điện hạ, nói sao làm vậy? Điện hạ có thể để ý tới đám bệnh tật yếu ớt như chúng thần, đó là vinh hạnh của chúng thần, cho dù có chết chúng thần cũng sẽ theo điện hạ. Nếu như các vị có chí như vậy, vậy thì hãy cùng bổn vương đi liều sống còn với đám sói non của Thiên Lang địa quốc. Cửu hoàng tử đúng là có sở trường, lấy lòng người quá nhỉ. Mới nói có vài câu mà đã khuyên được đám binh già này khuất phục. Nhưng mà nếu như cửu hoàng tử chỉ dựa vào đám người này, vậy thì cửu hoàng tử chỉ có con đường chết. Sao cô nương lại biết bổn vương không có người chống lưng khác chứ? Lan Nhi cô nương nói vậy, sợ rằng là có chút độc đoán rồi đó. Độc đoán? Dựa vào tên phế vật như ngươi, chẳng lẽ còn nặn được ra thiên binh thiên tướng à? Đúng là nực cười. Hôm nay bổn vương sẽ nói cho Tư Mã tiểu thư biết, ta không chỉ có thể sống sót đi đến Hoang Châu, còn có thể tiêu diệt đám Thiên Lang ẩn nấp để lập ra đội quân uy nghiêm cho đại hạ. Dựa vào ngươi à? Lão cửu, ngươi đúng nói mà không biết xấu hổ. Cửu đệ, còn sớm vậy mà vội vàng lên đường à? Nghe nói hai con chó mà bổn cung mới phế đã được cửu đệ thu nạp à? Vậy cửu đệ phải cẩn thận đó. Cẩn thận hai con chó này, có một ngày nào đó sẽ quay lại cắn chủ. Chim đẹp chọn cây làm tổ, cái cây mục này của hoàng huynh chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ ngã chết. Như vậy thì ai còn dám đứng nữa chứ? Cửu đệ đi đến Hoang Châu, hôm nay bổn cung đặc biệt đến để tiễn đệ lên đường. Sáng sớm nay bổn cung đã mời Khâm Thiên Giám đạo trưởng tính một quẻ cho cửu đệ. Vất vả cho hoàng huynh rồi. Quẻ này nói sao? Đạo trưởng nói cửu đệ có mây đen phủ kín đầu, dự đoán có một thảm họa đẫm máu, đó là điềm chết khi trên đường đi. Thiết nghĩ có lẽ cửu đệ không đi được đến Hoang Châu rồi. Thần đệ cũng bói cho hoàng huynh một quẻ. Ánh mắt của hoàng huynh hẹp hòi, trời sinh đã mang theo sự u ám. Thiết nghĩ chưa chắc đã sống được đến mùa xuân năm sau. Ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cửu đệ à, mau chóng lên đường đi. Cửu đệ, thật không ngờ phụ hoàng đã cho công công đến giúp đỡ bổn cung. Bệ hạ có được mật hàm, Tư Mã kiếm đệ nhất thiên hạ đã âm thầm rời khỏi kinh thành để bảo vệ cửu hoàng tử. Sao cơ? Tư Mã ra muốn tạo phản sao? Mong điện hạ hãy yên tâm, chúng ta sẽ ngăn cản Tư Mã kiếm, tuyệt đối không thể để hắn phá hoại kế hoạch của điện hạ. Hay lắm, có Tào công công giúp đỡ, để bổn cung xem tên hạ thiên đó còn chạy kiểu gì được đây. Chúng tướng nghe lệnh, cửu hoàng tử hạ thiên có ý đồ mưu phản, chém ngay tại chỗ. Chỉ cần ai lấy được đầu hắn, thưởng nghìn lượng vàng, phong làm vạn hộ hầu. Tuân lệnh. Xuất phát. Hôm nay ngươi chế giễu thái tử như vậy, thái tử chắc chắn sẽ báo thù. Nói không chừng hiện tại đang đưa người giết qua đây rồi đó. Thái tử, hắn không giết được ta. Chẳng lẽ cửu điện hạ nghĩ rằng cái đám binh già yếu ớt này có thể ngăn được đội quân của thái tử sao? Huống hồ còn có một số lão binh không ở bên cạnh ngươi, lỡ như bọn họ giết qua, vậy thì chẳng phải là bắt rùa trong lọ sao? Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Thái tử, cửu đệ,
nhìn thấy bổn cung, có phải là ngươi bất ngờ lắm không? Bổn cung sớm đã nói rồi, ngươi không đi được đến Hoang Châu. Bổn vương là vương Hoang Châu mà bệ hạ đích thân hạ phong. Thiên Lang đế quốc sắp xuất binh. Nếu như không phải có bổn vương phản kháng, sao ngươi có thể ăn nói với thiên hạ và phụ hoàng đây? Cửu đệ à, ngu dốt, ngươi thật sự nghĩ rằng phụ hoàng muốn để cho ngươi sống tới Hoang Châu sao? Những thứ người thưởng cho ngươi chẳng qua chỉ là đồ bồi táng theo ngươi mà thôi. Còn về chiến sự ở Hoang Châu, ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào một tên vương gia phế vật như ngươi là có thể giải quyết sao? Đáng tiếc rồi, phụ hoàng có lệnh, hôm nay bổn cung chỉ có thể tiễn các ngươi cùng lên đường mà thôi. Thái tử, ngươi dám? Tư Mã gia là trọng thần của đất nước, ngươi dám động vào ta, bệ hạ sẽ không trách ngươi chắc. Bổn cung là thái tử đương triều, quân vương của tương lai, có gì mà không dám chứ, quân vương tương lai. Thái tử, nói mà không biết ngại nhỉ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thái tử còn chưa thuận lợi đăng cơ đã bị ám toán. Thái tử thật ra cũng là người có nguy cơ cao, nói không chừng người chết hôm nay không phải là ta mà là ngươi. Nếu như ngươi dám tùy ý manh động, có tin là bổn vương sẽ lập tức trảm ngươi không? Đúng là nực cười. Chuyện đến nước này rồi mà ngươi vẫn bày ra dáng vẻ không biết sống chết. Ra tay, tiễn cửu hoàng tử thăng thiên, để ta xem ai dám, ai dám cản ta, giết không tha. Thái tử, ngươi dám ra tay trước mặt bao nhiêu người vậy sao? Tư Mã gia ở đâu?